Ngày 7 tháng 10, dư luận xôn xao thông báo bà xã chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang bắt đầu ly hôn sau cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm. Phía đại diện media của Lưu Hương Giang cũng chứng thực thông báo bộ đôi đường ai nấy đi. Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang bắt đầu ly hôn sau 10 năm làm bà xã chồng. Cô viết, chúng tôi cũng giống như các cặp bà xã chồng bình thường khác mà thôi. Tôi cũng không muốn gánh trên mình một cuộc hôn nhân với những nhiệm vụ lúc nào cũng phải tròn trịa hoàn hảo, em đẹp quanh năm suốt tháng. Thế thì mệt lắm. Đồng thời, Lưu Hương Giang cũng khẳng định không muốn đem chuyện tình cảm, mái ấm gia đình riêng tư của bản thân mình để. Chuyện riêng của vợ ông chồng tôi đã ra mắt khá xưa nay được khơi dậy không đúng thời điểm gây hiểu lầm cho rất nhiều người và cũng tác động tới hai mái ấm gia đình thật đáng tiếc, nữ ca sĩ trải lòng. Cặp đôi lần lượt lên tiếng về chuyện ly hôn gây bão dư luận. Sau khi những share được đăng tải, nhiều người mẹ, đồng nghiệp và người ngưỡng mộ đã để lại phản hồi động viên, tin tưởng vào cặp đôi. Nam ca sĩ Tuấn Hương nhẹ nhàng căn dặn cả hai phải giữ mái ấm bằng mọi giá. Vậy là xuất sắc rồi. Cuộc sống này không tồn tại gì hơn là một trong mái ấm. Phải giữ bằng mọi giá, mọi cách. Cứ hạnh phúc và một cuộc sống thường ngày đủ ấm no là được, anh viết. Cùng với đó, loạt nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, diễn viên Việt Anh, Nguyên Khang, ca sĩ Đông Nhi cũng gửi lời động viên tới vợ ông chồng nam nhạc sĩ sinh vào năm 1979, yêu cả hai vợ ông chồng nghệ sĩ này, chúc hai vợ ông chồng sớm vượt qua giai đoạn này nhé, luôn ngưỡng mộ tình yêu của anh và chị, mừng là Giang và anh Hoài Anh dẫn chung con đường với nhau. Loạt nghệ sĩ Việt gửi lời động viên tới vợ ông chồng nam nhạc sĩ. Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang kết hôn vào năm 2009 sau 5 năm hẹn hò. Sau gần 10 năm gắn bó, cặp đôi có với nhau hai cô con gái. Cả hai luôn luôn dành những lời chân tình, êm ấm khi nói đến nhau khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Tòa án Nhân dân hai thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn cùng những thỏa thuận giữa cặp đôi từ thời điểm tháng 6 năm 2019.